Xin chào cả nhà, mình là cô Vũ Nhỏ. Xin chào cả nhà, mình là bé Hạt Tiêu. Hôm nay hai chị em chuẩn bị đón chị khách ở Sài Gòn lên làm ủng hộ nha cả nhà. Giờ cả nhà chuẩn bị đón xem tiếp theo của video nha. Mời mọi người cùng đón xem nha. Không biết em kia tên gì? Em kia tên Trâm. Giờ cho chị quay cái clip tí xíu được không? Tại vì chị là không phải là mục đích làm YouTube mà chị là bên từ thiện. Chị giống như là muốn hỗ trợ cho các em, giống như cái thương hiệu mà mấy em muốn học nghề là chị bên giáo dục bên phun xăm bên tóc. Ví dụ em muốn đi học nữa đó, muốn lên cao nữa thì chị giáo dục chị chia sẻ mà không có phải tính tiền phí, là chị bên đó không phải là trên được tất. Này chị quay được cái clip cho em ha. Đây chị đem sản phẩm tặng cho em nữa để hỗ trợ cho em phát triển cái nghề nó tốt hơn. Không, bên chị tự quay. Bên chị tự quay. Chủ yếu là chị đem sản phẩm tới tặng chị em à. Và chị muốn hỏi em là cái cách em làm nghề như thế nào, em có cần nâng cao hay không. Bên chị là chị giáo dục. Bên chị là okay. Mấy em rất là dễ thương, nhiều ủng hộ. Nên là chị đến đi thăm tìm em. Chị làm cái gì? Chị là chuyên cung cấp mỹ phẩm tóc, mà chị cũng là giáo dục bên tóc của phương xăm cái điểm. Mấy em làm nghề thì chị cũng yên nghề xuống là chia sẻ thêm cho các em. Chia sẻ thì là giáo dục chứ chị không có làm gì hết. Học viên của chị thì rất là nhiều, nói chung là chị dạy từ Nam tới Bắc luôn. Thì chị chia sẻ giống như là em nhuộm tóc, em cắt tóc, mà em còn cái khuyết chỗ nào em chưa hiểu thì chị nâng cao thêm. Hay là muốn thúc đẩy cái thương hiệu thì nên làm thế nào để cho nó tóc đẹp hơn, hay là phun xăm làm cho tốt hơn. Chị ba chuyên chăm sóc da hả? Chị thấy em có gọi đầu mà? Dạ có. Chị có chưa hỗ trợ được. Em có thu nhập tốt hơn. Chị ở Sài Gòn qua. Chị ở Sài Gòn. Chị đi có 2 cây 7 thôi, nhưng mà cái định vị nó chỉ đi giống 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 mấy giờ có tí không ngồi. Chị hẹn em là 2 giờ đi chừng hao thôi. Chứ còn thật sự thì nó không phải là xa. Chị là chị Diễm. Chị ở chỗ nào? Chị ở bên sân. Nói chung là về sản phẩm canxi của chị thì trong anh em trên miền Bắc đã biết gì nhiều. Chị đến thấy em nhỏ mà giỏi hẳn. Dạ. Thì con giỏi em đi ba. Em có bận gì không? Dạ không, giữ cháu thôi. Giờ Hoàng lấy cho chị xin cái để quay cái clip cho em cái ha. Chị quay như thế nào? Chị cứ quay là chị vào chị đem sản phẩm vào tặng các em và chị hỏi cách làm việc của các em như thế nào. Chị thấy em hát hay là như em này hay là em hát hay thì muốn kết hợp với em những cái để chị quảng cáo với em thêm những cái bài hát với đồng thời là cộng sự với em luôn. Cộng sự luôn với em là giống như là chị có những cái chương trình show thì chị mời em. Bên chị tổ chức hay show cũng nhiều. Chị chỉ nâng đỡ những người trong hành nghề. Nếu ok rồi, không chị quay ha. Dạ. Ngại hả? Dạ. Xin chào anh. Dạ. Giúp đỡ chị em. Anh vô đây ngồi, cái này là thầy Cường ở từ chợ ở tiệm tóc ở chợ Bình Thành. Dạ. Anh cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Ngồi đi, anh Cường ngồi đây. Cường thì cũng rất là nổi tiếng bên tóc ở chợ Bến Thành. Thì coi YouTube thì ngưỡng mộ em lên Bến Thành. Mục đích là tụi em chỉ là đến thăm tụi em và muốn hướng cho tụi em một cái nghề nó tốt hơn thôi. Chị không phải là chuyên ngành là cái kênh YouTube. Em ok không? Rồi tí xíu có thể là làm móng cho chị nè, tay chân chị cũng dơ nè, để cho em làm luôn nè. Hay là muốn gọi đầu cho chị cũng được đó. Chị muốn làm cái gì chứ? Bây giờ em ok không? Ok thì chị quay một cái clip để chị đem sản phẩm chị tặng cho em. Hướng dẫn cho em cái cách sử dụng đó. Rồi nếu mà em có yếu về nghề tốt thì phát triển thêm đi, để cho có thu nhập tốt hơn. Thì bên chị hướng dẫn chia sẻ thì không phải trả tiền phí. Rồi xong rồi thì em muốn làm móng cũng được, muốn quay đầu cũng được. Tương lai em làm cắt uống rửa giường luôn hả? Em chuyên về phun xăm spa. Chuyên về spa. Tóc. Nhưng mà cũng có gọi đầu nữa. Không có cắt tóc không?
Làm lâu chưa em mở? Dạ, em làm 2 năm mấy. Chứ đây một ngày đâu. Em học bên chợ bên Cần Thơ. Thầy của tụi em là cái gì? Hả? Phủ Bình. Phủ Đức. Không rồi. Phủ Bình thì em thấy gì? Bình ở quận 2. Em có biết tiệm su không? Quận 2. Giờ để Thái Hòa, Bình Dương hay là Tân Nguyên gì đó. À, cô nhỏ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà em làm á. Em làm cái kênh YouTube lâu chưa? Em làm cái kênh được bao lâu rồi? Giờ thì để đi nha. Anh quay cho em cái clip để em tặng cái ấy cho em. 2, 3 chuẩn bị nha. 2, 3. Gọi xong rồi xả thì nó rất là ok. Còn cái này, cái hắc này đang hot ở thị trường rất là đẹp. Cái mùi thơm nó rất là tuyệt vời luôn. Người ấy phải xài cái hắc nha. Cái này dòng cao cấp đó, không xài cái hắc đi. Nếu mà con xài ok, khách thấy ok, cô sẽ tài trợ sản phẩm cho con. Cô ở đây là mục đích á, là cô đi giúp đỡ, hỗ trợ cho các con. Chứ không có mục đích là làm YouTube gì hết ha. Đây cũng là, cái này là dòng mẫu của Đức. Còn cái này là dòng của Mã Lai. Nó đuôi dưỡng tóc, thể hiểu màu. Thì đây cũng là cây gọi là thị xã thôi nha. Thị xã. Thì còn cái này á, là có uống hấp, hấp hương hồng. Thì con hấp luôn, con gọi đầu có biết cách làm không? À, cái này lấy cái lượng vừa đủ thôi, con thoa lên cái tóc của mình á. Thì nó rất là đẹp, cái tóc mình đang con sơ, cái tóc của con vậy đó. Cái hàng này cô có đi trường đã là 5 năm, 6 năm rồi. Thương hiệu thì cũng mình đưa xài rất là nhiều. Tức là thị trường nó rất là lớn rộng luôn, chứ không phải là mới có thị trường ha. Và ở đây á, là hai chân xịt dưỡng. Cái tóc con mà trước khi gọi đầu á, con sợ nó sấy tóc mà sợ nó khô sơ đó, thì con gọi cho lau cho khô còn khoảng 20% độ ẩm, thì con lắc cái chân cho đều lên. Con dở cái tóc mình phun từ xa cho nó cái sữa này nó thẩm thấu sâu vào bên trong sợi tóc của mình, để nó nuôi dưỡng tóc, nó chống cái tóc, chống trẻ ngọn và đồng thời nuôi dưỡng luôn ha. Thì đây là cô gửi tặng cho con. Và cái này thì hai cái chai dầu bóng này có thể là con tạo kiểu, con hết sức tạo kiểu và có thể dưỡng tóc luôn, mà nó thẩm thấu sâu bên trong không có bị bết tóc ha. Cái này là tôi hỗ trợ cho con. Còn nếu mà con có nhiều tóc lớn hơn, có thì cô tặng cho con luôn. Đây là 50 tiếp màu cô tặng cho con để hỗ trợ. Cái này một tiếp là 45k rồi, bản màu luôn, bản màu là theo của châu Âu luôn ha. Thì đây là cô đem hàng tới hỗ trợ cho con. Con làm nếu mà ok thấy được, lý do mốt con giới thiệu cho cô làm sao. Hay là trước tiên là hỗ trợ cho con trước đi. Còn nếu mà về tay nghề, con cần giống như học cách ghép phim nè, ghép ảnh nè, làm clip nè, hay là con cần phải xây dựng cái thương hiệu để mình nổi tiếng hơn nè, hay là con cần làm những cái máy tóc đẹp, hay là cần cái phim xong, hay là cần xuất gia, giáo viên đó, đang bị chia sẻ cho con. Không biết là làm nghề gì được con không? Lượng khách không ổn không? Thu nhập ổn không? Ổn là tốt rồi. Rồi ở đây là con thuê hay là nhà của mình? Thuê một tháng con trả tiền nhiều không? Nhà tháng là khoảng 3 triệu. 3 triệu. Rồi con làm thấy ổn đủ, thu nhập đủ trả không? Thì nói chung là cái sản phẩm của cô thị trường là khoảng 6 năm. Thì trong ngành tóc là những người nổi tiếng á, ta dùng cũng nhiều. Rồi chất lượng thì rất là ổn định, khách Bình Dương này rất là ok. Bữa nay là cô đi lên thăm khách thì thấy cô rất ủng hộ, ủng hộ cho nên là đến giống như khán giả đến thăm người để biết thì bây giờ cô ủng hộ con, mà cô muốn làm ống cho cô hay là cô muốn gọi đầu cho cô cũng được ha. Rồi hy vọng là con phát triển tốt hơn trong cái ngành nghề của mình, và cũng đồng thời phát triển kênh YouTube của con nó tốt hơn nữa. Tại vì cô thấy những người yêu nghề
thì cô biết là người ngọt, tại vì cô cũng là một người phụ nữ tự lập mà. Em giống như là nói tự lập cũng đúng, là đi lập nghiệp á, đi lập nghiệp cho cô thấy gì cũng thích ha. Hy vọng là con sẽ tốt hơn nha. Cảm ơn. Có lời gì nói với khách hàng của mình không? Hả, lại nói với fan hâm mộ của mình không? Thôi cảm ơn có những cái anh chị mà hâm mộ thôi. Đây là cô chủ nhỏ chủ. Anh có muốn chia sẻ chỉ cách sử dụng, chỉ cách sử dụng có tiếng Việt có cách sử dụng hướng dẫn sử dụng. Chào cả nhà nha, bé Hạt Tiêu đang làm cho cô khách rất là dễ thương nha. Cô hôm nay cô đến ủng hộ tiệm với lại tặng quà cho cô chủ nhỏ nè. Chị đang quay em á. Đây. Dạ. Tham gia cái lớp bên cô đi, cô dạy miễn phí cho cô mấy tiền đồng nào á. Dạ. Con tham gia cái cách đứng giữa công chúng nè, cái cách con PR thương hiệu nè, con làm sao để con nổi tiếng hơn, để con thu nhập cao hơn. Dạ. Là 15, 16 tới là cô mở lớp rồi. Dạ. Cô ở Sài Gòn 16 có gì chắc à, tụi con phải học một khóa để nói. Dạ. Nên đi học một khóa đi. Dạ. À, tụi con học làm YouTube mà cũng không biết nói gì với khán giả. Con phải đi học rồi cô Diễm chia sẻ các con nói chuyện. Dạ. Cô Diễm đi học của cô Lan, Medicill là thầy Cường cũng đi học nhiều nơi, nhiều chỗ để cắt ghép phim ảnh. Dạ. Rồi con gái cô Diễm cũng đi học. Dạ. Đi học cắt ghép phim, học đạo diễn. Dạ. Để mình chia sẻ thiện nguyện các con nói chuyện. Dạ. Đó thì con nên đi học một lớp đi. Cô Diễm cũng chúng con nói chuyện đi, biết mới quen. Dạ. Ở với cô với thầy Cường ở đây là không có phải ngại gì hết, tại vì cộng đồng quen lâu rồi. Thầy Cường thì nổi tiếng ở chợ Bến Thành là năm chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành tiệm tóc Simo Đen á. Dạ. Bây giờ thầy là chuyên đi dạy thôi, không có đứng làm tóc nhiều nữa. Dạ. Thì tại vì muốn giúp đỡ thì con thôi. Dạ. Thì con cũng hân hạnh quá. Thầy mấy thì con dễ thương. Dạ. Có duyên thôi, tùy duyên thôi ha. Dạ, tùy duyên. Tùy duyên thôi. Dạ. Là kẹt xe. Dạ, kẹt xe. Do là kẹt xe thôi. Hồi nãy cô ở đây gần đây có 2K7 cô đi cả tiếng đồng. Chắc cỡ 40. Dạ. Tại vì chắc do mình không biết đường đi. Mình không có địa cụ thể. Dạ. Cho nên cái Google Maps đó chỉ mình đi vòng vòng. Dạ. Còn khi mà nói trạm xá Thái Hòa là vô là chợ đi đúng, cái chỉ đúng. Dạ. Còn mình không có, mình chỉ gửi cái định vị thôi thì biết vòng 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 đó mà vô không được, không có lấy vô. Dạ, nó đúng có cái rồi. Cụ thể. Dạ. Cho nên mai mốt á là mấy em cho là mấy em cho trạm xá Thái Hòa. Dạ đúng đó, rồi. Là nó chỉ của chú đó. đi đâu mà do thời gửi cái định vị qua cái mình chú đi theo cái định vị đó. Cái định vị đó nó cũng nó đi cho vòng nhưng mà nó không vô được, không có lối để vô cái cụ thể. Dạ đúng rồi. Cho nên mai mốt á là mấy em cho là trạm xá Thái Hòa. Trạm xá Thái Hòa dễ rồi, hơn. Rồi đi vô khoảng 100 mét nhìn bên trái là thấy. Dạ. Là chính xác đấy. Nếu như mà con muốn cái cách mà trưng bày tiệm nè, muốn đầu tư tiệm để nổi tiếng nè, muốn làm sao mà không phải bỏ tiền ra đầu tư, không phải tốn nhiều tiền, chỉ là mình bằng cái chất xám thôi, để mình xây dựng cái thương hiệu từ số 0 á, thì con gọi với cô, hoặc là tới tham gia lớp đi. Cô thấy tụi con còn trẻ, tương lai nó cũng nhiều. Dạ. Thì mình có duyên thì mình gặp nhau để xây dựng để nó tốt hơn thôi. Dạ.
Có cái đường đi hơi xa quá. Nhưng mà con muốn đi học thì con phải đi. Nếu con thích thì con phải hành động, chứ đừng có tại bị thì làm. Dạ. Con bị cái này, con bị cái kia, đường xa con ngại, con hãy bỏ nó hay vượt qua nhiều cái khó thì con mới thành công được. Dạ. Con chịu khó chút mà con có thu nhập cao để giúp đỡ gia đình, để hỗ trợ gia đình. Hay là mình có chuyện thấy cắt da rất là tốt, em nhỏ nhỏ mà làm rất là tuyệt vời nha các bạn. Cắt da là diễn rất là kém chỗ, nhưng thấy em làm tốt. Cái đó là nhẹ nhàng, cắt nhẹ nhàng. Okay. Bữa nào làm cái tóc nó sóc sóc lên nữa thì bữa nào xuống thấy thầy Cường làm cho. Dạ. Về đi quảng cáo cho cái tóc của mình thì bữa nào làm thì cô Diễm làm cho, thầy làm cho. Thầy tóc làm. Về mình làm nghề thì mình phải chăm sóc cái tóc của mình để mình đẹp hơn, để mình mới có thu hút khách hàng hơn. Thấy hai em là chịu làm tóc vàng là cũng biết điệu đàn. Dạ. Không, chân mày của Belly á, người nào làm cho em đẹp á, rất dạ, là tự nhiên. À, thở ở đây làm á. Đẹp á, dạ. Đẹp, đẹp và tự nhiên. Em làm một cặp lông mày là bao nhiêu tiền? Quay qua luôn quảng cáo luôn. Tại vì con thích tự nhiên á. Như vậy mới đẹp á. Dạ. Mà nhìn nó tự nhiên. Cái còn màu của nó cũng tự nhiên. Màu tự nhiên mà lại là cái người này là họ đi kim rất là sắc. Dạ đúng đi, rồi. Nó rất là nét. Tại vì chị Diễm chăm ngầm với thầy cũng là chăm ngầm. Dạ. Đi kim. Rồi, trước đó thì Diễm cũng đào tạo khách ra khi nước ngoài á, như mấy chị Kiều bển đi học cũng nhiều. Dạ. Tại vì nhìn biết là đi bụi rất đẹp. Dạ. Dạ. Cái đầu chân mày á, thấy không? Nó rất là tự nhiên. Đi, cái đuôi cái nó nét nó sắc. Dạ. Tại chân mày mà làm không khéo á là dễ bị dữ lắm. Dạ nhìn đúng rồi. Dữ lắm. Dạ. Nhìn dữ lắm. Dạ nữa. Dạ, bị cứng. Đẹp. Thì bước vào thì thấy lông mày của em là cũng ấn tượng mà. Dạ. Cô bé xíu xíu này á, cắt da cũng dễ để sạch. Dạ. Nhiệt tình mà. Sao? Đẹp. Tại vì con cũng kén á, cũng kén mà mình sợ mình làm chân mày lên rồi nó không hợp á, nhưng mà hợp xấu lắm á. Dạ. Ở đây thợ ở đây nhà con làm ok lắm, khách thích lắm. Rồi con thấy bi ca ăn vậy mình ẩm hơn. Dạ. Những cái lúc mà con làm cái clip á thì con mới đầu trước khi chưa làm mà đang làm sau khi làm, con mới nên học cái đó để cho ta biết đến cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Dạ. Mai mốt á là một cái bạn nhỏ, bạn không á là cô Trương nhỏ giống như nhà thuốc tây đó mà làm nhỏ hơn đó, tại bự quá sợ tao không cho để cái đầu đó để khi người ta đổ dốc xuống là nhìn là thấy bữa ha. Con cũng làm mà bự quá đó. Cái xe tải nó đi qua nó làm gãy hết, gãy mình làm hả? Nhỏ thôi. Yeah. Là vừa đủ thấy cái chữ cô chủ nhỏ đứng này không quay ngang. Yeah, yeah. Hay quay dọc xuống cái nè. Yeah. Cô chủ nhỏ dọc xuống dành. Yeah. Chạy đứng. Yeah. Không? Thì là sẽ thấy rõ. Yeah. Rồi mình ghi rõ là ở ngoài đây lấy cái móc của trạm xá phường Thái Hoài hay trạm xá Thái Hoài đó. Yeah. Là đi vô 100 mét bên trái là. Yeah. Người ta đến là chính xác nhất. Yeah. Rồi bên cạnh đó mình phải có cái bảng giống như vậy đó là người ta nhìn thấy rõ. Yeah. Để led luôn cũng được nữa, led cũng không bao nhiêu tiền hết. Yeah. Hồi nãy cô vô thì nó chiếc xe tải đầu đó con làm led nhỏ lớn hơn cái này chút được nè. Ví dụ như cô không chủ không nhỏ đây. Yeah. Tính như thế không. Yeah. Là còn chạy cái đường chỉ đèn led á. Yeah. Chỉ đôi á chỉ hai á con chạy chứ cái sự chú ý người ta buổi tối đi ngang qua mình thấy không. Yeah, yeah. Đó là cái này bạn đứng á thì nó không có gì tích không ai nhiêu đâu, bây giờ lấy từ trong ra ngoài khoảng 60 thôi. Yeah. Thấy không, rồi ở dưới con lấy xuống 80 là ok rồi. Yeah, 68. Yeah. Là chạy đủ cái chữ rồi. Còn cái kia thì hơi bự quá sợ. Yeah. Nhiều khi là tính tiền cho cô đi, cô chủ nhỏ. Là cô có mất 15 mà. Lấy mà rẻ gì? Rẻ sao có lời. Là 15 ngàn. Bây giờ cô Diễm không có tiền nhiều ha. Cô Diễm đợi con 200. Nhiều quá em. Cho con 200. Nhiều vậy thôi con lấy đi. Để nhiều khi có cần xài những phẩm đó, thì gì đó để dành ha. Chúc con đông khách nữa nha, có thu nhập cao hơn. Ok con. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt với cô với chú trong nhà. Cảm ơn con, tạm biệt con. Chúc hai con là thành công rạng rỡ hơn nữa nha. Dạ, và con cảm ơn cô chú đã làm bà con nha. Thank you, bye bye. Rồi, hẹn gặp lại mấy em nha. Hẹn gặp lại ngày gần nhất. Ok, chào mọi người.
cả nhà nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để theo dõi những video sau của hai chị em của chị Nhỏ nha. Bye mọi người.